Xin chào mừng và cảm ơn quý vị và các bạn đã đến với bản tin cập nhật giá vàng mới nhất phiên chiều tối ngày hôm nay. Hôm nay là Chủ nhật ngày 15 tháng 9 năm 2024, được phát sóng trên kênh Giá cả thị trường. Ở bản tin này, kênh sẽ gửi tới quý vị và các bạn chi tiết một số thông tin trên hai thị trường vàng thế giới và vàng trong nước. Phần tiếp đến các bản tin là bảng giá vàng trong nước được ghi nhận mới nhất trong phiên giao dịch chiều tối nay. Sau đây sẽ là những nội dung chi tiết. Mở đầu của bản tin là một số thông tin trên thị trường vàng thế giới. Giá vàng trên thị trường thế giới trong tuần qua đã xô đổ kỷ lục đạt được vào cuối tháng 8 và liên tiếp chinh phục các mốc mới khi mà kỳ vọng một động thái mạnh mẽ từ Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed ngày càng tăng cao. Cụ thể, khi mà đóng cửa phiên giao dịch cuối tuần này, giá vàng trên thị trường thế giới đã có một phiên tăng mạnh với tỷ lệ tăng là 0,74%, giao dịch quanh mức 2.577,5 đô la Mỹ trên một ounce. Bên cạnh đó, chỉ số đồng đô la Mỹ giảm nhẹ, đứng ở mức 101,11 điểm. Trên thị trường tiền điện tử, giá trị đồng tiền điện tử Bitcoin trong xuống tăng, hiện tại đứng ở mức 60.200 đô la Mỹ trên Bitcoin. Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm giao dịch ở mức 3,657% trên một năm. Còn đối với thị trường năng lượng, giá dầu thô trong xuống tăng đứng ở mức 69,24 đô la Mỹ trên một thùng. Trước khi đến với những thông tin chi tiết trên thị trường vàng trong nước, sau đây kính mời quý vị và các bạn cùng điểm qua một chút thông tin cũng như là phân tích trên thị trường và thế giới. Trong tuần qua, giá vàng đã xô đổ kỷ lục đạt được vào cuối tháng 8 và liên tiếp chinh phục các mức cao mới, khi kỳ vọng một động thái mạnh mẽ từ Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed ngày càng tăng cao. Các chuyên gia cho rằng kim loại quý này đã trải qua một chặng đường dài và đầy trở ngại, và quyết định chính sách tiền tệ sắp tới sẽ đánh dấu sự khởi đầu của một hành trình mới. Theo các nhà phân tích của TD Security, ngoài quyết định lãi suất và cuộc họp báo của Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed ông Powell, thông tin quan trọng nhất trong tuần tới được chờ đợi là biểu đồ dấu chấm, hay còn gọi là biểu đồ thể hiện kỳ vọng của các thành viên của Ủy ban Thị trường Mở Liên bang về mức độ lãi suất. Các dấu hiệu ôn hòa sẽ là chất xúc tác cho vàng. Ngược lại, nếu Fed vẫn tiếp tục quan điểm dơ hâu thì kim loại quý này sẽ lao dốc không phanh. Ngoài cuộc họp của Fed, quyết định lãi suất của các ngân hàng trung ương khác như Ngân hàng Trung ương Châu Âu ECB, Ngân hàng Anh, Ngân hàng Canada, Ngân hàng Quốc gia Thụy Sĩ cũng được cho là sẽ có tác động đến hướng đi của vàng. Tuần qua, thì Ngân hàng ECB đã quyết định cắt giảm lãi suất lần thứ hai và các nhà phân tích dự kiến sẽ có thêm nhiều đợt cắt giảm nữa trong các cuộc họp tới. Khi mà lãi suất giảm trên toàn thế giới, lợi suất thực tế toàn cầu cũng giảm, điều này đang tác động đến giá vàng. Một số ý kiến cho rằng đợt tăng trong tuần này của vàng cũng là một phần liên quan đến quyết định lãi suất của ECB. Trong bài viết của mình trên Kiko News, chuyên gia Neil Slitterson cho rằng vàng có thể sẽ chứng kiến một số áp lực chốt lời vào tuần tới nếu phải quyết định mức giảm 25 điểm cơ bản. Tuy nhiên thì ông cho rằng đợt tăng giá dài hạn của vàng mới chỉ bắt đầu. Quý vị và các bạn thân mến, phần tiếp đến của bản tin là một số thông tin trên thị trường vàng trong nước. Vàng miếng SJC kết thúc tuần giao dịch thứ hai của tháng 9 với diễn biến đi ngang. Cụ thể, cả tuần này, giá vàng mua vào được neo cố định ở mức 78,5 triệu đồng trên lượng, bán ra mức 80,5 triệu đồng trên lượng. Chênh lệch mua bán không đổi ở mức 2 triệu đồng trên lượng. Và đây cũng là mức giá mà cả công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn, tập đoàn vàng bạc đá quý Doji và công ty Bảo Tín Minh Châu đều đang niêm yết. So với giá vàng trên thị trường thế giới, chênh lệch giá có sự thay đổi đáng kể. Nửa cuối tuần, dù giá vàng trên thị trường thế giới tăng mạnh và liên tục thiết lập các kỷ lục mới, thì giá vàng miếng SJC tại công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn và tại các ngân hàng thuộc nhóm Big 4 vẫn không có động thái tăng theo do ngân hàng nhà nước không có thông báo mới về việc điều chỉnh giá bán trực tiếp. Cho đến thời điểm này, thị trường vàng miếng đã trải qua gần 3,5 tháng bán vàng theo hình thức bình ổn giá, kể từ khi mà ngân hàng nhà nước triển khai bán vàng miếng trực tiếp cho người dân thông qua công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn và 4 ngân hàng thương mại quốc doanh. Chênh lệch giữa giá vàng miếng và giá vàng thế giới liên tục biến động nhưng nhìn chung luôn giữ trong ngưỡng dưới 5 triệu đồng cho một lượng, và điều này cho thấy rằng nỗ lực và quyết tâm của ngân hàng nhà nước trong việc quản lý và bình ổn thị trường vàng. Trong tuần, thị trường vàng miếng không có nhiều thông tin nổi bật ngoài việc Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam, hay gọi là Vietinbank, thông báo triển khai giải pháp tài chính số Digigold. Theo đó, từ ngày 10 tháng 9 năm 2024, khách hàng có thể đăng ký mua vàng miếng SJC trên ứng dụng ngân hàng số Vietinbank IP Mobile. Trước đó, ngày 27 tháng 8, thì Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam, hay gọi là Vietcombank, cũng đã triển khai bán vàng qua ứng dụng ngân hàng. Khách hàng của Vietcombank có thể mua vàng qua ứng dụng ngân hàng số app Vietcombank. Khác với vàng miếng trên thị trường vàng nhẫn, luôn là mặt hàng có nhiều biến động và bám sát với thị trường vàng thế giới. Trong tuần, vàng nhẫn đã liên tục thay đổi kỷ lục và vượt qua các đỉnh giá mới khi mà vàng thế giới cũng không ngừng tăng cao.
Nhìn chung cả tuần này, thị trường vàng nhẫn tăng khoảng từ 400 đến 700.000 đồng trên lượng. Giá mua tại các công ty hiện tại đang neo trên dưới 78 triệu đồng trên lượng, giá bán ở mức 78,9 đến 79,2 triệu đồng trên lượng và chênh lệch mua bán cũng đang có khoảng cách từ 1,15 đến 1,6 triệu đồng trên lượng, nhích tăng một chút so với mức 1,15 đến 1,4 triệu đồng trên một lượng ở cuối tuần trước đó. So với đà tăng của thị trường vàng thế giới ở mức 2,1 triệu đồng trên lượng, vàng nhẫn có biên độ tăng ít hơn nên chênh lệch giữa hai thị trường giảm đi đáng kể. Từ 2 triệu đồng cuối tuần trước, mức chênh lệch này đã giảm mạnh 1,5 triệu đồng về ngưỡng chỉ còn 500.000 đồng trên lượng. Chi tiết của bảng giá này kênh sẽ gửi tới quý vị và các bạn ngay sau phần cuối của bản tin. Còn đối với thị trường tiền tệ, tỷ giá đô la Mỹ cân hàng thương mại cũng không có điều chỉnh, được mua vào mức 24.360 đồng trên một đô la Mỹ, bán ra mức 24.730 đồng trên một đô la Mỹ. Giá đô la Mỹ trên thị trường tự do mua vào mức 24.990 đồng trên một đô la Mỹ, bán ra mức 25.080 đồng trên một đô la Mỹ. Phần cuối cùng của bản tin này là bảng giá vàng chi tiết được ghi nhận mới nhất trong phiên giao dịch chiều nay. Sau đây kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi và tham khảo thêm nhé. Đầu tiên là giá vàng SJC tại ba thành phố lớn, SJC Hồ Chí Minh từ 1 đến 10 lượng mua vào 7.850.000, bán ra 8.050.000. Chênh lệch mua bán ở mức 2 triệu đồng trên lượng và đơn vị đo của bảng giá này là triệu đồng trên một chỉ. SJC Hà Nội và SJC Đà Nẵng mua vào 7.850.000, bán ra 8.050.000. Doji Hồ Chí Minh và Doji Hà Nội mua vào 7.850.000, bán ra 8.050.000. Pinsi Hồ Chí Minh và Pinsi Hà Nội mua vào 7.850.000, bán ra 8.050.000. Phú Quý SCC mua vào 7.850.000, bán ra 8.050.000. Bảo Tín Minh Châu mua vào 7.850.000, bán ra 8.050.000. My Hồng SJC mua vào 7.950.000, bán ra 8.050.000. Tiếp đến là giá vàng SJC một số ngân hàng. Ngân hàng Exim Bank mua vào 7.850.000, bán ra 8.050.000. Ngân hàng TP Gold mua vào 7.850.000, bán ra 8.050.000. Tiếp đến là giá vàng SJC một số tỉnh thành phố khác. SJC Nha Trang và SJC Cà Mau mua vào 7.850.000, bán ra 8.050.000. SJC Huế, Miền Tây, Quảng Ngãi, Biên Hòa, Long Xuyên mua vào 7.850.000, bán ra 8.050.000. SJC Bạc Liêu, Phan Rang, Hạ Long và Quảng Nam mua vào 7.850.000, bán ra 8.050.000. Cuối cùng là giá nhẫn bột số 9 và một số loại vàng nữ trang SJC khác. Nhẫn bột số 9 từ 1 đến 5 chỉ mua vào 7.780.000, bán ra 7.910.000. Vàng bốn số 9 mua vào 7.770.000, bán ra 7.870.000. Vàng 24K mua vào 7.592,1.000, bán ra 7.792,1.000. Vàng 18K mua vào 5.668,1.000, bán ra 5.918,1.000. Vàng 14K mua vào 4.353,7.000, bán ra 4.603,7.000. Vàng 10K mua vào 3.047,1.000, bán ra 3.297,1.000. Nhẫn tròn bố số 9 Hương Thị Vượng Doji mua vào 7.790.000, bán ra 7.910.000. Nhẫn tròn bố số 9 Phú Quý mua vào 7.800.000, bán ra 7.920.000. Mọi diễn biến tiếp theo trên hai thị trường vàng thế giới và vàng trong nước sẽ được kênh liên tục cập nhật ở những bản tin tới. Quý vị và các bạn đừng quên bấm nút đăng ký kênh phía dưới góc phải màn hình của video này, cũng như tích luôn quả chuông bên cạnh để mỗi khi có bản tin mới, kênh sẽ tiện thông báo tới quý vị và các bạn hơn. Còn bây giờ thì xin chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những bản tin tới.